Chào các bạn, mình là Nero và đây là chuyên mục review đến từ Solon Media. Như đã hứa thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một sản phẩm nữa trong series thiết bị mới được Sony ra mắt trong tuần qua. Đó là chiếc WE-SP500, một sự lựa chọn rất dị cho những người yêu thể thao và gắn bó với phòng tập thường xuyên. Và không để cho các bạn phải đợi lâu nữa, hãy cùng bắt đầu với sản phẩm này ngay bây giờ. Đầu tiên đương nhiên sẽ là phần vỏ hộp. Ta sẽ có tên và một số logo về tính năng của sản phẩm ở mặt trước, với thiết kế hộp trong cho các bạn thấy ngay thiết bị. Ở mặt sau sẽ là một số thông tin tham khảo. Và ở cạnh bên sẽ là những điểm đáng chú ý trên SP500 để các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn. Về phụ kiện, bên trong ta sẽ có một số thứ đi kèm, bao gồm một giấy bảo hành đến từ Sony, một tập giấy hướng dẫn sử dụng, một sợi cáp sạc micro USB và một cặp tiếp đi kèm. Sony còn cho chúng ta thêm một cái holder để giữ cặp tai nghe này khi không sử dụng. Như vậy là phụ kiện cũng khá đầy đủ rồi. Ta sẽ đến với nhân vật chính ngay bây giờ. WE-SP500 có thể nói là sản phẩm đặc biệt nhất của Sony trong danh sách các thiết bị mới ra mắt dịp này. Có lẽ là vì lâu lắm rồi Sony mới ra một con tai nghe dị thì cỡ vậy. Thực sự cái lúc mình nhìn thấy SP500, ấn tượng của mình là nó cục xúc vô cùng, nhìn nó rất là thô. Và bảo đây là tai nghe Sony thì mình cảm thấy nó vô lý không chịu được. Sony thật ra cũng không phải là hãng có truyền thống thiết kế tai nghe phá cách cho lắm, hoặc nếu có thay đổi hay sáng tạo thì thiết kế nó vẫn mang một cái vẻ gì đấy khá là tối giản. Chứ kiểu như SP500 thì thực sự là lần đầu tiên mình thấy. Nhưng mà thôi bỏ qua cái chuyện đó, ở đây mình sẽ chỉ đưa ra những cái nhìn thực tế về SP500. Còn cái chuyện xấu đẹp là tùy ý kiến mỗi người, bởi vì gu thẩm mỹ của mỗi người nó khác nhau, hiểu ghét nó cũng sẽ khác nhau. Đối với cá nhân mình mà nói thì nếu mà xét tiêu chí vẻ đẹp ấy thì SP500 âm điểm, nhìn nó đã thô rồi mà đeo lên nó còn thô nữa. Tuy nhiên build của con này phải thừa nhận là nó khá là tốt. Mặc dù tổng thể không thuận mắt lắm, nhưng cái việc bố trí nhiều hoa văn sật ở trên con này đem lại cảm giác bám rất là tốt. Và đặc biệt nhất là cái phần cổ tai của con này nó không quá lớn như mình nghĩ, đeo khá là thoải mái. Trên phần tai phải thì các bạn sẽ thấy phần điều khiển với nút chuyển bài kèm tăng giảm âm lượng. Các bạn sẽ thấy cả phần đèn báo cách đó không xa. Lật phần đuôi lên ta sẽ có nút tắt bật kiêm dò Bluetooth. Cuối cùng ở trên đỉnh sẽ là phần cắm sạc cho thiết bị. Tất cả thì đều được bố trí trên phần cổ tay phải, rất là tiện cho người dùng khi mà tìm kiếm. Dây của SP500 khá đáng tiếc lại chỉ là dây bình thường, không phải là dây dẹp chống rối, nên nó khá là bất tiện. Tuy nhiên rất may, như mình đã nói, là Sony cho chúng ta một cái holder để giữ tai nghe, hạn chế tình trạng rối dây, nên điểm này cũng có thể chấp nhận được. Có một điều khá thú vị là Sony trang bị cho SP500 một cái chiếc bao cao su có gai. Nghe sai sai nào nhỉ? Cái tip này có nhiệm vụ là chống nước và giúp tai nghe bám dính tốt hơn trong quá trình người dùng hoạt động mạnh như là nhún nhảy. Sao càng nói càng sai ấy nhỉ? Bộ phận sản xuất của Sony không biết đã làm việc thế nào mà cho ra cái concept nhìn sai trái thế là cùng. Kiểu đã là bao cao su rồi, còn gai này, xong nhìn dán lại còn thun thun. Đã làm như thế thôi tại sao không thêm cái tính năng rung vào đi, cho nó đổ bộ luôn. Quỳ với concept của Sony. Ok, bỏ qua cái sự sai trái trên phần build của con này thì mình đã trải nghiệm thử nó trong một thời gian ngắn. Có lẽ sẽ cần vài ngày nữa để nói thêm về chất âm của SP500, vì mình sợ là nghe vội quá thì những cái thông tin liên quan đến chất âm sẽ không được chính xác cả lắm. Tuy nhiên thì mình sẽ chia sẻ nhanh ấn tượng của bản thân về SP500 để các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên, điểm cộng của chiếc tai nghe này nằm ở chỗ nó là tai nghe thể thao dạng earbud. Thật ra trên thị trường khá nhiều tai nghe earbud, nhưng nếu nói chuyên dụng cho thể thao thì hầu như là không có. Đa phần nó sẽ là in-ear nhiều hơn. Có vài người họ không sử dụng được cái tai nghe nhét tai, và SP500 sẽ là nhân tố dành cho những cái đối tượng này. Thiết kế earbud thì có đặc trưng là nửa kín nửa hở, tức là bạn sẽ nghe được tiếng của môi trường ngoài, chứ tiếng ồn nó không bị khử hoàn toàn. Cái nữa là mặc dù nhìn SP500 khá là lớn, nhưng đeo lên thì nó vẫn tương đối là thoải mái, chạy nhảy không thành vấn đề vì tai nghe bám khá là tốt. Với chuẩn chống nước, tuy không phải cao lắm, nhưng các bạn cũng có thể không quá lo về mồ hôi khi sử dụng sản phẩm này. Đồng thời, dung lượng pin chiếc SP500 bảo đảm cho các bạn một ngày lăn đê bò toài ở phòng tập mà không phải ngán ngẩm chuyện hết pin, lên tới gần 8 tiếng sử dụng. Với chất âm thì có thể nói, Sony vẫn phát huy thế mạnh của hãng, với giải bass rất dễ nhận ra. SP500 thiên tối, bass ít kéo đuôi, đánh rất sâu vào nếu bạn không phải là một bass head. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi nhức đầu sau một thời gian dài sử dụng. Tuy nhiên với một môi trường như phòng tập, nơi những bản nhạc sôi động được khuyến khích bật lên, thì chất âm phục vụ đắc lực cho EDM, hip hop, dance là hướng đi tương đối phù hợp. Có lẽ sẽ cần một thời gian để đánh giá sâu hơn với chất âm của SP500. Và có lẽ là mình sẽ làm riêng một cái video khác để thông tin đến các bạn sau khi mà mình trải nghiệm kỹ hơn cái sản phẩm này. Tổng kết lại thì SP500 là một sản phẩm tiếp theo mà Sony đánh vào phân khúc tai nghe thể thao. Rõ ràng đây là một con bài rất thông minh khi Sony hướng tới những khách hàng ưa thích dòng tai nghe earbud. Đây là bảo phân khúc còn khá ít nhà sản xuất khai thác, cộng thêm những tính năng và mức giá mà SP500 đem lại, thì đây là một sản phẩm hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về chiếc WE-SP500. Nếu các bạn có thắc mắc về sản phẩm hay muốn đặt câu hỏi về chiếc tai nghe độc đáo này của Sony, hãy để lại bình luận ở bên dưới. Đừng quên đăng ký kênh của Solon Media để cập nhật thêm những video mới nhất. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại.